Giờ nắng vàng rực rỡ giờ. Trúc Ly kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người trở lại với kênh channel của Ly, giặc đang tám tấm người cuộc sống ở Pháp. Ly về hổng rài rồi mà chưa có tranh thủ đi chợ quê. Thì hôm nay Ly đi chợ ở phường An Bình, cái nơi chị mình ở nha. Mà chợ không có họp theo chợ nhà lồng mà là ở khu phố. Mời cả nhà cùng đi với Ly nhé. Ở đây người ta chở rác như thế này. Rồi bán trái cây. Ta bán dừa. Bán có cá không ạ? Đấy. Bán đồ sáng. Chợ dừa. Bán gạo. Rau muống. Chắc mua đồ nấu canh chua quá hả Lenny? Hả? Sao mua đồ nấu canh chua hả? Ê ăn tao xong. Hả mua đồ nấu canh chua hả? Hả con cá đắt lát vậy hả cô? Đây này cạo ra con mấy màu này. Rồi chân chân nhãn nè, hồng quay hoa nè, mận nữa nè, hồng một hồi mua xong thôi cũng vừa thế hả. Bán thịt heo thì người ta sẽ bán như thế này nè, đậu hũ, nem thính, rau cải. Rồi hai mẹ con mình đi kiểu này là tiêu. À con cua nè, con cua. Thấy không? Con cua. À, mình làm kinh cua con. Con cua gọi là con nhưng mà bên kia không có giống. Ta bán rau cải. Chắc mẹ mua đồ nấu canh chua. Ở khoai môn nè. Trứng nè. Laser quay. Quay. Thôi lô bún nè. Xin chào. Ôi. Quá chừng luôn nè. Ôi, ấy, con cá nó chạy ra nè. Trời ơi, mấy con cà na, con cà na nè. Cá nè. Nè. Sợ hả? Nhưng mà phải đi vô trong. Con phải đi vô trong xe nó đụng rồi sao? Nè sợ hả? Bao biết sao? Sợ hả? Chứ sao? Ở con gà nè đó. Mua sao Huy? Xe sao? Ừ, quá chung luôn. Ta bán gà tươi sống. Rồi đi. Uống dữ quá chừng luôn đó mẹ. Hả? Nè, ta bán cao nè. Ờ, hả? Bán thịt.
gì bây giờ ta? Ai có chọn con màu gì đi. Sao chứ mày? Ông nghe quá chị ở trong nhà nè, khổ quá trời luôn nè. Dạ. Ê, 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 ê. Các bạn làm luôn. Chân luôn nè, có lửa. Lửa đi. Nó bằng mũ không chị? Không, không, em chỉ có heo đất thôi chị. Heo đất hả? Đúng rồi. Mẹ. Mẹ. Con này dễ thương nè. Nè lên đi, mấy con này dễ thương nè. Có chừng luôn. Trời ơi mấy con heo. Gì? Ai biết con muốn con nào muốn? Ai trời thôi. Nắng nóng đổ mồ hôi hột. Cho có mặt đỏ lò mà. Con là la con gái. Con mình mua vô đây. Rất mệt luôn á. Trời nắng quá. Sao vô? Bán tỏi nè. Bán trứng nè. Quá chừng luôn. Mọi người bán hải sản nè. Em mua sầu huyết. Chị ơi, sầu huyết nhiêu ký hả? 16 chị ạ. Hả nhiêu? 16 ký. Sầu huyết 16 ký hả? Còn nhiêu ký? 30 ký. À, sầu huyết đắt quá ha. Sầu huyết bên này nhiều thúi. Chị ơi, cái này 63 đó hết chị. Dạ dạ. Nhiêu ký vậy chú? Dạ, con lấy con trái thôi. Cái nào lấy nhiêu ký hả? 25.000. 25.000 ký hả? Cái này là nó đâu có chín thôi, nó vừa ăn phải không? Vừa ăn thôi, chưa có chín. Con lấy con trái này thôi. Mua giày dép hả? Mua đôi giày mà màu trắng hả? Hay màu kem? Cái dễ mặc đồ. Lên đi, thích cái nào? Con phải lấy chọn đi. Con thích nào? Con thích chiếc kẹp gì không? Sau khi Ly đi chợ về thì những cái gì mà Ly thu thập được ở trên chợ, cái gì cũng muốn mua, nhưng mà đi thì xách bịch ni lông á, tay xách nách mang, nên là ra Ly còn đâu có còn quay được nữa đâu. Cái ông xã mình chạy xe Honda ra đón mình. Mang cục. Mà cái nhà mang với Ly nha, nãy ăn rồi. 70.000 ký là khoảng 2 euro. Chị Ly ơi, mang cục chị Ly ơi. 5 ở bán 15 đồng ký. Đây là mắc cơm mốt còn có 40 nè. Đó xuống giá đó. Bữa hôm 80.000 hay nhiêu 90.000. Các bạn biết đi chợ. Ông xã mình nói hai con mình về, nhiệm vụ mình đi bộ cả chứ đứng đợi mình đỡ đứng đợi đâu. Trời đi đứng đợi chi? Hai cái tay về thôi. Nửa đường ông xã mới tới chợ. Và mà không có Đâu có thằng taxi nào đậu đường ngay chỗ đường đó đâu. Nó cùng đâu, nó cùng. Nó
Có đi phải ăn không? Ngon quá. Ngon quá kìa. Con đi đâu, mất tiêu rồi. Chúng xuống ăn cho Minh. Con điện thoại quyết kìa. Con đi. Không chuyện cái cây, nhưng mà kêu xuống chơi ok. Nó không bao giờ ăn cái gì hết luôn hả? Cái cây từ đó giờ không gớ nào. Bây giờ đi game ăn nhiều là mừng lắm á. Giờ ngon quá chừng ăn. Không quay qua đi nào, giờ không? Ăn cái gì ngọt ngào không? Không quay đi nè. Thích ăn lắm nè. Mơ xù lê. Ăn mặt khờ. Không muốn ăn. Ăn cái mặt khờ đó luôn. Đau quá khờ. À, trái giải 100.000 ký rồi các bạn. Đầu mùa. Em mua sao đó. Đầu mùa. Không, hai mẹ con dễ thương. Trời ơi, đừng có tỉnh hết tình dễ thương. Đây, trái giải đầu mùa. Giờ nó có mùa đâu rồi, có năm rồi. Đi không ra không ôm, vậy té rồi. Ôm khác vô. Mà thấy người yêu đâu ôm. Nó ôm, nó đạp thắng nào không, không chịu không. Ngày mưa gì nè, vài bữa đi để cũng chết. Anh nghĩ mày ăn 30 lần treo đầy đường. Đi khắp nơi khắp chỗ. Vài bữa 30 lần là nó không nghĩ mày ăn. Hello con. Chào con. Có đi học sao? Sao ba không? Con làm bài được không? Con có mặt u nghe dạ. Được. Còn được hết không? Được anh Giang dễ không? Con kìa. Thật về kìa. Ừ. Cái này hả? Học thật lắm. Em quên tên rồi, bà nói lâu lắm mới có một lần đó cô. Làm chị mình làm cá thác lát mà lần đầu tiên mình biết để trứng vô nha các bạn. Lòng đỏ thôi. Lòng đỏ thôi, không có lòng trắng nha. Mình sợ mấy đứa không ăn thì là nó bỏ vô, bỏ thì là vô nó ngon lắm. Lấy tiêu chưa? Chả cá thác lát này mình mua 250 ký nha. Cá này 130 ký. Cá lèo hả chị Linh? Lèo. Cá lèo. Rồi, cá lèo quá nhớ. Ai cũng mặc đồ, chứ có Mercele là không mặc đồ. Rồi sao? Có ống nhôm dịp dẹp dài dài đó. Thì có một mình anh không mặc đồ. Nóng. Biết khó. Bất vui. Cái chữ chả cá cho con. Thôi đi. Trộn lên cho em đi. Thử chả cá cho con. Được. Ngon. Ngon. Cái đó là cá kho rồi chả cá riêng. Trời nóng quá, ông xã mình không có mặc áo, cả nhà thông cảm nha. Thì Ly có nói, ông xã nói nóng quá, thôi đành chịu vậy thôi. Rồi hồi sáng mình đi chợ như vậy các bạn, có nhiêu đó thôi. Đi gồm về đó là 1.000.000 chứ không có ít đâu. Thì bởi vậy đi chợ bây giờ cũng đắt chứ không có rẻ. Hai vàng nho, cây mận, cây mận nó trắng nó được mấy trái thế này cũng ăn nó. Hoa đây nơi sản xuất. Chị mình nói hộp thuốc này uống của Hàn Quốc nè các bạn, uống cho cũng như là tốt cho sức khỏe đó, nếu có sâm ở trong đó đó chị mua tặng cho mình, chị nói mua trước chuẩn bị cho mình về. Mua chuối à, thùng chuối xiêm. Trời ông làm gì ông ngơ ngác với ông hai. Đây nghiêu đây ở Trung Pháp mình có, mình toàn là ngư luộc không à, ngư luộc sẵn sầu huyết. Ủa ha, hai anh không tách ra, mỗi người chấm chén. Thôi, đau quá luôn rồi, mình không có ăn cái món sủi mấy năm rồi. Đi rước nhiều rồi. Ra đi rước rồi. Cái này à, phải có cái sốt gì đó, sốt gì cho nó đem lên bơ mặn. Sốt gì vàng vàng. Muối tiêu xanh. Còn muối tiêu xanh gì đó vàng vàng. Cá chấm hả? Có chấm hả chị?
Trời, cái này hả ba cho em ăn từ nhỏ tới lớn biết nhiêu. Ba cho ăn từ nhỏ lớn nên cho tụi em ba, ăn nhiều lắm. Từ nhỏ lớn anh không có quan tâm là có ăn không có ăn thôi. Ba em tới mùa ăn hết mùi thôi. Mà ăn hả rồi quýt này ba chỉ đổ nước nóng vô rồi ba lấy ra nè. Tắt cực cần chết. Ăn vậy đó mới ngon. Ăn vậy mới bổ mà. 20 tuổi thôi. 20 tuổi anh bắt lên đây hả? Rồi làm gì cả không cho ăn nữa. Hả? Không. Không có lý à. Tại sao? Thì không hiểu luôn. Bà này cũng không hiểu luôn. Đúng là bà này đôi lúc hồi phút cũng nổi điên nè. Mà chuyện gì? Có gì hết không có nói. Thì cho ba cho ăn một nhỏ lớn luôn mà. Bà nói cho biết mình nhìn hỏi quay bội quá. Không hiểu luôn. Đến khi lấy chồng thôi. Tại giỡn với anh ba có mua cho ăn hay không thôi? Không. Làm gì có cửa. Tình chuẩn đi chợ có 200 đồng thôi Phúc. Hồi xưa tôi cưới ổng á. Vậy thôi. 200 đồng tôi vợ ổng á. Giàu lắm bộ. 200 đồng lẻ đó ba. Trời ơi, hai ly chè có bé Hiền mua về. Chè Thái. Ông cho nói với chúng tôi ngon á, còn có ngon không? Nếu khai một chút miếng ngon, dai nhất nè. Cái ngon hả? Chúng nó mềm thì ăn lắm. Tại chị ăn mày nấu với hủ qua sao rồi. Nó làm ngon lắm. Mày nấu với hủ qua coi nó ngon cực kỳ luôn. Nấu với hủ qua ghi ghi lắm mà ngon. Ngon thích. Thôi cái gù quá lắm. Đây đẹp. Đồ ngon cũng ăn cho đẹp. Dạ. Cái gù nó không thích. Mà cái nhà ăn ngon. Kìa em ăn gì với mẹ đi. Ừ. Cho nó thử. Dạ. Đây. Cho nó múc miếng. Hai ba cho cái gì. Trời ơi, không ngon ăn mà giá nó không mất cái này. Chè Thái ngon lắm. Bà ơi, tôi nói với bà đi ngay. Con lấy về mua. Cái bà gao xăng tôi gửi. Lạnh này con đang uống đâu. Uống xong về là bà có bí liền. Buộc nó bị chạy trước cái lạnh đó. Ngon. Như gì được đó. Trong cuộc miếng đi. Nói thêm. Dạ. Thích rồi thì con có tóc bình rồi. Biết ăn rau câu mà. À vậy được á, vậy con có ngày ăn xong được á con. Có ăn dinh dưỡng. Hồi tới người ta hay một ly luôn. Nhiều quá non hả? Ủa giờ Phúc ăn hả? Chia ra, mình chia ra. Con ăn một cái ly chè này nè nha. 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 Nó uống gì ngon lắm, chỗ ly hết. Trời ơi, nó gì cơ mà. Không liên tục chị ba. Không biết làm gì mà không liên tục. Đây là cái ly trà sữa này mua ở phường Linh Trung, Thủ Đức nha các bạn. Tại vì cháu của mình đi làm ở trên đó đó, rồi cái đi về mua cho mình ăn luôn. Rất là rẻ, có 25.000 một ly thôi, nghe mà không có tin vào mắt của mình. Rất là đầy đủ và nhiều nữa. Cái gì hỏi bán gì sao lời con. Cháu Ly mới nói là người ta bán số nhiều quá dì Út ơi. Đa số người bán hàng mà khu vực có nhiều công nhân, khu vực gần khu công nghiệp là người ta bán luôn những cái giá thấp nhất để dành cho công nhân. Cháu Ly nói là nhờ số nhiều thôi. Tại vì mình thấy nội nguyên liệu nè, đừng nói tới một miếng sầu riêng là mình đã thấy đó bao nhiêu tiền rồi. Cả nhà có thấy không? Ly ăn liên tục luôn á. Mặc dù ăn, nói chung là ăn bữa chính thì ít thôi, còn như cái ăn vặt lắm, giống như là những cái mình ít được thưởng thức cái hương vị của Việt Nam của mình như thế nào nữa. Ly cứ tranh thủ ăn vậy đó. Rồi lên 4kg rồi. Lên 4kg rồi. Hết nói nổi luôn á. Lên 4kg mà giật mình luôn á. Nói là chỉ lúc mình có bầu mình mới tăng cân thôi, chứ ngoài ra chưa bao giờ mình tăng cân. Nhất là ăn vặt. Ăn vặt lên ký lắm các bạn ơi. Mình đi ăn ly chè đó là buổi tối nha. Bây giờ là sáng hôm sau nè. Cái anh mình nói là hôm nay tranh thủ ra anh mình đi làm, tranh thủ ra uống cà phê với đi ăn sáng với anh ở trên Biên Hòa. Rồi mình tranh thủ mình đi ăn. À, đó là trung tâm quảng trường hay tổ chức hội chợ này đó, bên đây. Đây là cái trung tâm viễn thông và bưu chính của Đồng Nai, tên viết tắt là VNPT. Vừa mới đi qua tại vì mình ngồi nghịch á, cái mình quay không có rõ, mình quay cho cả nhà biết. Hồi xưa mình đi làm ở đó đó. Bữa dĩ dẫn ăn đêm ăn cơm á, con điêu á. Trời, con đường này hồi bữa đó đâu, lúc trước ở đâu có cái hàng cây xanh chính giữa đâu, và hai bên cũng đâu có trống lỏng luôn. Nó có mấy cái đường ấy đẹp luôn. Nó tròn rồi, con đường ngày xưa bây giờ đẹp quá ta.
cái nước mà lan đó, cái bồn nước. Anh Ly nói quán mì này nổi tiếng ở Biên Hòa thì mỗi người một gu khác nhau, nhưng mà theo Ly thì Ly cho khoảng 8 điểm. Quán thì rất là đông khách, nhìn cái chị rửa chén thấy thương luôn á. Cáp xe nè, cái khu này là cái khu hàng ngày luôn á. Rồi xe buýt giờ làm cái trạm đẹp quá ha, nó xây dựng chỗ này giờ đẹp ghê luôn nha, phải học giỏi nha. Em biết rồi, đi vào công viên. Sao đi đâu vậy, tìm ra. Phano, phải lấy chụp phano mẹ quá chứ. Gái, đi bước lên đi. Bước lên đi. Đứng đó chị hai, ngồi gì? Huy. Rồi xuống đi. Mời nữ tên Mai lần thứ nhất. Đội trưởng của quay gì đó để ra. Mời đội nữ của An Bình. Qu'est-ce que tu veux, petit chaton? Eh, hey, non, le petit chat. Non, tu sais, c'est ça. Pour An Bình. Mời đội nữ của. Ah, mais vas-y, yo, le petit chat là. Mời đội nữ của An Hoàng và Phú Tâm vào sân thi đấu. Maman, tu peux jouer, c'est bon. Đi. Phường Trạng Dài và xã Long Hưng, hai đội chuẩn bị. Ui. Công viên Biên Hùng buổi sáng này cũng là lần đầu tiên Ly vào bên trong công viên chơi. Mình đi làm là mình chỉ đi ngang thôi, chứ không bao giờ mình bước vô bên trong. Thì hôm nay vô bên trong mình mới thấy, hay là bây giờ thay đổi làm có như các cảnh trí này nọ nhiều hơn, nó sẽ đẹp hơn. Đi vô thấy là rất là mát mẻ, và cũng là nơi giải trí cuối tuần các gia đình có con nhỏ, rất ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi được rồi, được rồi, mới uống đây mà. Giờ nóng uống nữa. Bắt đầu nhé. Xong cái đầu rồi mình mới tới. Trời đang bắt lấy gì làm gì, tới đây làm gì vậy? Ai bà âm phúc bà nhà mẹ mẹ gọi á, khóc ông sợ mà tại vì nước á, nước chảy hay chưa. Trời ơi, đang nóng quá, đang uống cà phê nó chảy vậy. Nhà rồi chị và hai đứa về đây, ba nó về xe gắp kia. Trời ơi, đang trời xuống quá, đẹp lắm. Phi gì anh nói tiếng Pháp, gồm pha tiếng Việt. Cái bon, cái bon là cái chép nó phải không đội là anh biết cái bon là cái gì. Nhớ, nhớ. Trời ơi, xuống quá, xuống quá xa. Ủa, vẫn nhớ nha chị nha. Hôm nay con mới lần rồi đi cái lần đi cười người đi. Nhớ con không? Hồi nãy con có chào cô không? À, xa cô. Con chào cô. Anh Tư Bi có đội đầu không? Anh Tư Bi đội nóng nha, Anh Tư Bi. Anh Tư Bi đội đầu không? Anh Tư Bi đội đầu không, Anh Tư Bi ơi? Chào lớn kìa. Đẹp trai. Đội gạo, gạo, Anh Tư Bi gạo. Đẹp trai thì cái nước trưởng thành, cái trưởng thành á. Má ổng đi không mất cỡ ngại người. Cái chân của nó thẳng tầm là thẳng gái nè. Ờ. Thì ra cái đẹp. Nhi ra đẹp, hai ra đẹp. Tony. Sao vậy, đâu có ai đâu mất cỡ con. Tính đi về quê đó rồi bị kẹt xe chị mới về. Đúng rồi, về quê nha chàng rồi. Sophie. Nếu nào tao đi ra làm nóng thì tao biết tao đi sắp đi rồi. Ba tay tụi đi. Đi nè. Dạ. Đi đi trang, mỗi khi sáng đi chịu. Gặp chiều rảnh rảnh chạy ra làm đi. Của chị nha. Ok. À, lần đầu tiên chị ra sơ móng tay móng chân nha. Lần đầu làm chị làm nước nước ổi sao về bữa sau có tắm quá trời mà tao kêu luôn. Tao kêu luôn, tao không biết. Tao tới có hút tao hay đủ rồi. À, lúc đi rủ qua cô Hương chịu không? Thì không chịu nha. Qua gặp cô Hương là te tét rồi, hài lòng lắm luôn. Đến giờ cứ nhìn mình coi chấm nhấp mắt, chấm nhấp mắt. Ồ, mà nhìn đờ đẫn ra nha. Nhìn kìa là si mê. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, người ta thích á. 2 tuổi rồi đó, nhìn con Liễu thì cười bể cục bụng luôn. Nó thích cái từ nó cảm xúc. Đúng rồi, cảm xúc, mình bày tỏ cảm xúc luôn. Hay, đúng rồi. Ta hay lắm. Mừng sinh nhật Lê Nghiên, hát cái anh không nha, tụi hát hay lắm nha. Nhưng mà về mấy hôm nay vậy là có ốm đi nè. Có ăn gì đâu mà không hả? Giận đâu mà giận. Nó không có giận, nó không biết giận đâu. Vậy hả? Tại vì cũng như mấy chị nghĩ nó giận, nhưng mà tại vì nó bệnh, nó vô chẳng nóng quá, ngọt quá, nó bệnh. Ừ. Hàng này nó cũng nói chung là nó khó tánh vậy thôi, chứ không có chịu mà giận dỗi lâu. Chỉ thương thôi. Tại vì em biết vô trong cái quán ăn đông người, nó ngọt, nó bệnh sủi. Ôi em thích ăn trái thơm mà. Ừ. À, trời ơi, phải. Về là mày phải nhớ cô rồi. Chắc chắn là nhớ cô rồi. Thích không? Em có thích. Cô đẹp gái không? Dạ. Dạ. Cô đẹp. Thấy mệt. Cô đẹp. Chưa. Không có nói chuyện lanh lỏi như mọi người được. Thế là chị là quay thực tế. Ờ, chứ chị. Lúc nào nó cũng làm như nó là hoàng tử đây nè. Rồi nằm đi ông bà cô chú coi nè. Con qua dì Lan con lúc nào cũng gom gối lại như thế này nè ông bà cô chú. Tự nó dính thằng này không ở nổi. Thằng này nó có cái quạt nó vui nhăn, có cái quạt nó buồn hiu. Mà quạt quạt nó tốt đi. Nó bệnh đó. Con nó nằm với người con. Về mày xịt thuốc cho. Sa ba rồi. Con mẹ thử được không? Đẹp quá. Nó bị che cái quạt. Quá. Lâu lắm rồi mới mặc áo bà ba. Mày đẹp quá.
Hiểu không? Dạ. Đấy, đầu tiên muốn chừng. Mới sốt quá các bạn. Sốt sốt nè, mấy em chơi với nhau nè. No.